Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Thanh Nguyên Hải Dương. Hôm nay buổi sáng thứ bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2019, Thanh Nguyên làm một clip trân trọng giới thiệu đến toàn thể các bác, các anh, các chị, các bạn và các em là những tín đồ về dòng mic hát không dây đến từ thương hiệu BBS. Hiện nay tại công ty em cung cấp 3 mẫu mic BBS. Mẫu thứ nhất có model là A1, mẫu thứ hai có model là E1H và mẫu thứ ba ngày hôm nay mới có, đó là mẫu mic U có model là 222GS. Thì tất cả 3 mẫu này đều được sản xuất và nghiên cứu tại thị trường Trung Quốc. Mic BBS là do tập thể kỹ sư người Trung Quốc sản xuất và cung cấp đi khắp các thị trường châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Mic BBS nó đã tồn tại ở thị trường Việt Nam khoảng 3 năm trở lại đây, có rất nhiều các bác anh chị đang dùng và đánh giá rất tốt về dòng mic BBS. Thứ nhất là độ bền rất cao, thứ hai là hình thức đẹp, thứ ba là giá thành hợp lý, và thứ tư đó là chất âm tuyệt vời. Thì ngày nay em có một mẫu mic đã nói rất nhiều trên clip, thì hôm nay mới có hàng, đó là mẫu mic BBS có model là U222GS. Đây là một sản phẩm mới tinh được nhập khẩu chính hãng từ công ty mic BBS Pro Show. Với dòng mic này thì nó sẽ đáp ứng được rất nhiều các tiêu chí cho các bác. Thứ nhất là vẻ đẹp, thứ hai là độ bền, thứ ba là giá thành, thứ tư là chất âm. Thì đây là một dòng mic cao cấp và thông minh. Nó sẽ có những yếu tố sau gọi là mic thông minh. Thứ nhất là có khả năng bắt được sóng sạch, thứ hai là tự ngắt, thứ ba là có khả năng chống rít rất là tốt, thứ năm là có thể thay đổi tần số trong quá trình các bác có thể là dùng, hoặc là một khu vực phòng hát mà có nhiều mic BBS này, các bác có thể thay đổi tần số. Thì cái tần số mà thay đổi được trên cái bộ mic này nó có 156 kênh, tương ứng với hai kênh, kênh A và kênh B. Thì đó là những cái tính năng. Bây giờ em xin giới thiệu một cách tổng quan. Thì đây là một dòng mic mới tinh, các bác có thể quan sát cái bề ngoài của nó. Hai bên là hai volume để chỉnh to nhỏ và có cái phím chức năng lên xuống và lấy lại tần số. Và đặc biệt dòng mic này nó có một cái màn hình LCD để hiển thị cái tần số của từng cái mic một. Thứ hai nữa là báo cái dung lượng pin còn hay hết, và để quan sát dung lượng pin và cột sóng từ lên trên. Đây là bao pin và cột sóng. Ở giữa nó một cái logo của mic BBS, có thể nói là rất là đẹp, và nó có màu xám ghi rất đẹp và bắt mắt. Trên đầu thu có một biểu tượng được khắc nổi, đó là BBS Pro Show, đang để quan sát. Và đây là trên đỉnh lưng có một cái tem chính hãng dán để khẳng định đây là mic xịn của hãng BBS. Và trước khi giới thiệu chi tiết hơn thì em trân trọng giới thiệu bác cái giá mic cho một bộ này là có giá hơn 4 triệu. Và để quảng bá được cái hình ảnh cũng như để giúp các bác tiếp cận được với những dòng mic cao cấp này, thì em sẽ bán 5 bộ mic với giá cực kỳ ưu đãi. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0936 583 140. Để đảm bảo cho anh em bán mic BBS này thì em cũng báo giá là hơn 4 triệu. Các bác muốn được cái giá tốt nhất thì hãy liên hệ với em thì sẽ được một giá tốt nhất, 0936 583 140. Đây là phía trước và những phụ kiện đi kèm. Em trân trọng giới thiệu các bác như sau. Đầu tiên đó là một cái hộp giấy như này. Nó có thể quan sát cùng em. Là một cái hộp giấy được bọc một cách cẩn thận. Bên trong là có các cái bút xốp để cho mic vào khi vận chuyển nó không bị vỡ, không bị giật. Đây quan sát nhé. Đây là cái phụ kiện. Tức là cái mic này nó sẽ có hai hộp. Một là hộp đầu thu mic bác nhé. Nó có hai hộp như này. Em này. Nó là phân khúc cao cấp mà. Một là cái hộp đầu
hộp để chứa đầu thu mic, thứ hai là một hộp để chứa phụ kiện. Thì cái hộp chứa đầu thu mic thì nó chứa có rất nhiều thông tin, ví dụ như là một cái táp lô cũng như giấy tờ bảo hành của hãng, tức là anten, anten mic đây, và logo của mic BBS, đây là các cái giấy tờ bên trong của hãng mic BBS, đây là quan sát và giấy bảo hành của mic, và bảo hành 1 năm thôi nhé, chính sách bảo hành 1 năm. Đây là một cái hộp là để chứa cái đầu thu mic, thứ hai là cái hộp phụ kiện đi kèm, thì các bác có thể quan sát cùng em. Nó gồm có các thiết bị sau, đây là một cái dây 6 ly hàng xịn chính hãng được cho trong một thứ bóng, một cái cục nguồn hay còn gọi là cục adapter, cái này mục đích là chuyển đổi từ điện 220 về điện DC, hơi chói, cái này chạy điện áp à, nó chạy điện áp là rất là cao, rồi rất là nhỏ hỏa chữ ở đây. Đây là cái nguồn, bác cần nhìn quan sát cái nguồn, đấy, nguồn của nó đây, và nó có hỗ trợ là hai trung lăn được đút trong cái bóng mà đều có logo BBS, và hai cái đỡ đít mic để chống rơi vỡ mic và chống sảy xước, hai lô pin thử mic. Thì đây là những phụ kiện đi kèm trong cái hộp đó nhá. Và đặc biệt cái bác quan tâm đó là một cái hộp rất là đẹp này, như gọi cái vali, trên cái vali này đều được in cái chữ là BBS Pro Show, và bên trong này là một hai tay mic, bác nhìn rất đẹp này. Tay mic này thiết kế là có màu vàng gold rất sexy và đẹp mắt, cái dòng này được mạ một lớp chrome cho nên nó chống bong chóc chảy xước, và trên thân mic đều có logo của BBS và có một cái màn hình để hiển thị cái tần số và nút khởi động nguồn. Thì cái dòng này nó mạ bằng chrome, và là cái tay mic được đúc bằng hợp kim nhôm và được mạ chrome, và dưới đuôi mic đều có chữ BBS, các bạn nhìn rất là đẹp, để rất là gọn gàng trong một cái túi như này, rất là xinh, mic rất là sexy, đẹp mắt, sang trọng, và cái màu nó giống như cái điểm Samsung rất tiền đấy, con Note với con S đấy, rất là đẹp, sản phẩm cao cấp và tinh túy. Đây là những phụ kiện đi kèm như sau em đã giới thiệu các bác. Thì cái dòng này nó có thể rất tốt, thứ nhất là về cái âm sắc của nó hát rất là bay, rất là phiêu, ngọt và có khả năng chống rít cực cao, có thể nghe tiếng mic của dòng này lên 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 rất là tốt. Và cái này nó có một cái điểm hay nữa là các bác có thể là khóa mic được, khóa mic như này được này. Khóa mic một tí, khóa được thì khi khóa xong thì các bác gần như vặn những nút này là nó vô nghĩa, vặn như là vô nghĩa luôn. Khóa mic nó tương đương rất hiện đại như vậy, và mở khóa thì bác sẽ ấn hai nút này. Thì em sẽ có một cái bài để giới thiệu chi tiết về kỹ thuật cách mở khóa khóa mic, và cách cho mic này không ngắt và tự ngắt, cũng như lấy lại tần số. Thì clip sau thì ngày nay em giới thiệu là em về có hàng mic BBS, và em sẽ bán giao lưu với các bác 5 bộ mic đầu tiên rất hợp lý luôn, 5 bộ mic đầu tiên giá hợp lý, cực hợp lý. Các bác điện cho em theo số điện thoại 0936 553 110. Thành Nguyễn chào các bác và hẹn gặp lại ở clip sau cách lấy lại tần số cũng như dò lại tần số của mic BBS.